Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 5 vừa qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã công bố báo cáo thường niên về chỉ số tự do báo chí năm 2024. Báo cáo này đã xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí bằng những phương pháp điều tra, thu thập ý kiến hoàn toàn không khách quan, không xem xét đến sự phát triển thực tế của báo chí Việt Nam cũng như hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí tại Việt Nam. Điều này cần phải được quyết liệt lên án, tránh tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, gây bất ổn chính trị tại nước ta. Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ghi rõ, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Trên cơ sở quy định này, Luật Báo chí năm 2016 đã cụ thể hóa quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Theo đó, quyền tự do báo chí được hiểu là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân thông qua báo chí và báo chí được xem như phương tiện để mọi công dân thể hiện quan điểm, chính kiến, ý kiến của mình. Hành lang pháp lý này cho phép các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhà báo, các cơ quan nhà nước và mỗi công dân được thực thi nghiêm túc đầy đủ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ. Không ai có quyền tước đoạt cũng như không được lạm dụng quyền này để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Trên cơ sở hành lang pháp lý được quy định rõ ràng, cụ thể, thực tiễn hoạt động báo chí Việt Nam trong những năm qua rất sôi động với nhiều thành tựu nổi bật. Tính đến năm 2023, cả nước đã có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí và 72 đài phát thanh truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí khoảng 41.000 người, tăng gấp 6 lần so với năm 2000. Hoạt động trong lĩnh vực báo chí đã gần 20 năm, nhà báo Trần Thanh, một trong những cây bút sắc bén của báo Thanh Hóa, thẳng thắn nhận định, sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ người làm báo tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng là minh chứng sống động cho thấy quyền và nghĩa vụ của nhà báo về tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn được bảo đảm. Đặc biệt, đối với những nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra như anh, quyền tự do ấy còn được thể hiện ở quyền được tiếp cận và cung cấp thông tin. Quá trình khi anh em liên hệ công tác và để thu thập các cái tài liệu nó liên quan đến cái việc mình phản ánh, đặc biệt là những cái mà nó liên quan đến quyền lợi của người dân, thì đều được các địa phương cung cấp đầy đủ các cái tư liệu, các cái chứng cứ để anh em có thể là có những cái bài viết. Không chỉ riêng anh Thanh mà tất cả các phóng viên, biên tập viên, nhà báo đều được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp. Pháp luật cũng quy định rõ đây là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội nhằm đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của nhân dân. Tôi với cá nhân là một nhà báo trong khi tác nghiệp luôn tuân thủ 10 điều quy định đạo đức của người làm báo và quy tắc ứng xử mạng xã hội, trong đó cũng đã nêu rõ những điều mà người làm báo cần làm và không được làm. Hoạt động tác nghiệp trên địa bàn của Thanh Hóa hoàn toàn là rất được đảm bảo một cách công khai, minh bạch, tạo điều kiện rất giúp đỡ rất nhiều để anh em báo chí diễn ra một cách rất trung thực nhất và khách quan nhất. Chúng tôi cũng kịp thời là nắm bắt những vấn đề mà phát sinh của các cái vụ việc liên quan có cái biểu hiện là phức tạp, để từ đấy thì chúng tôi là cung cấp thông tin cho các cái cơ quan báo chí, và từ các cơ quan báo chí sẽ làm tốt cái phối hợp với thị xã Nghi Sơn để định hướng đi trước mở đường cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Đáng chú ý, nhiều năm trở lại đây, trước sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận của người dân Việt Nam càng được thể hiện rõ nét hơn. Điều này thể hiện ở việc nhà nước Việt Nam không hạn chế truy cập mọi nền tảng mạng xã hội. Người dân có thể tự do sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin theo quy định của pháp luật và không vi phạm thuần phong mỹ tục. Từ đây, khái niệm nhà báo công dân, mỗi người dân có thể trở thành một nhà báo của phương Tây đã trở nên rất gần gũi tại Việt Nam. Tôi sử dụng rất nhiều là các trang mạng xã hội. Đấy, từ đó thì khi mà có một cái luồng thông tin thì tôi thường là thông tin tốt thì mình sẽ chia sẻ và lan tỏa cho tất cả mọi người được biết. Từ đó thì không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có cái xu hướng như thế.
Thế thì qua đó thì mình cũng biết được rằng là mạng xã hội nó là một cái nơi để đảm bảo cái quyền công dân tự do ngôn luận của tất cả mọi người. Trong những năm qua, hoạt động hợp tác quốc tế về báo chí tại Việt Nam cũng rất phát triển với nhiều khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ theo hướng hợp tác đa quốc gia và đa lĩnh vực. Hiện nay, đã có gần 40 hãng truyền thông quốc tế có mặt tại Việt Nam. Các kênh truyền thông lớn trên thế giới như BBC, CNN, KBS đã tiếp cận dễ dàng với công chúng Việt Nam thông qua nhiều nền tảng chính thức mà không có rào cản nào về công nghệ hay pháp lý. Tự do báo chí ở Việt Nam là không thể phủ nhận. Cần phải hiểu một cách đúng đắn rằng tự do không có nghĩa là nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Bảo đảm tự do báo chí cũng đồng nghĩa với việc cần phải xử phạt nghiêm khắc những tổ chức, cá nhân lợi dụng sự tự do báo chí để thực hiện các hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi sự đánh giá không gắn với thực tiễn đều là phiến diện, quy chụp và thiếu khách quan.